Bonjour, chào mến chào quý vị đang theo dõi kênh Cuộc Sống Pháp La Vie de Rose. Bây giờ đang vào mùa thu, đây là mùa hoa cúc lên ngôi làm nữ hoàng, nên đi đâu cũng thấy trồng đầy hoa cúc hết. Bữa nay trời đẹp, hai mẹ con đi ra bờ hồ chăn vịt, nói chăn vịt vậy chứ đi cho vịt ăn bánh mì. Đây là vịt trời nha mọi người, không có ai nuôi hết á, mẹ thiên nhiên với lại người dân nuôi thôi. Mẹ ơi, tới hồi rồi, có vịt nhiều quá, vịt tới rồi mẹ ơi. Ủa, đi cho vịt ăn rồi, Kim có mang theo bánh mì không con? Dạ, mang theo bánh mì rồi. À, đem theo rồi, ok. Nguyên cả một gia đình họ vịt, vợ chồng với lại hai đứa con bơi lên bờ kiếm ăn. Dạ, yeah, dòng pha hả? Bảo Kim đang cho mấy em vịt ăn. Nó Kim để trong nước á thì ra đông luôn. À, đang dụ mấy em lên bờ ăn. Trời ơi, đói bụng quá chừng kìa. Coi chừng á, coi chừng cặp chúng tay Kim nha. Đúng rồi. Trời ơi, đói bụng quá, mấy em dành ăn với nhau luôn, không cần biết là vợ chồng con cái luôn. Trời ơi. Đói bụng quá. Ăn bơ bì bì ba. Đó, không sao. Đó là. À, bì ba. À, dành ăn, dành ăn. Trời ơi, dành ăn với nhau kìa trời. Quy. Mỗi khi nói là trời, cái gia đình gì đâu mà hả? À, bạo lực thấy sợ luôn. Bì ba. Hay là. Chúng tay mẹ rồi. Vịt dành ăn thì mẹ Kim thấy không? Dạ. Mẹ Kim không thấy vịt dành ăn hả? Nè, chú đi đưa dành ăn nè. Phía ba. Ô, đây là vịt gì? Đó, dành ăn. Đánh nhau vì miếng ăn. Trời ơi, bây giờ tụi nó kéo cả nguyên dòng họ của nó tới ăn luôn. Đang luôn. Ôi, nhìn thấy đã không? Ê, em. Ra đây Kim. Kim bay đây. Mấy con vịt trời ở đây á, công nhận nó hung dữ thiệt á. Tấn công mình á, để được ăn luôn. Đi lên bờ ăn luôn. Con này nè. Con này cắn kim nè. Con này cắn kim hả? Dạ. Dạ. Alice Lu. Yeah. Sit tới. Zoom. Wow. Thấy không? Dạ thấy. Chị có quay shot không? Nào, gặp. Zoom, sit tới. Maman, attention, ils sont des sauvages. Thật ra răng vịt nhỏ xíu à, không sao, không có đau lắm. Coucou ma chérie Kim, tourne-toi. Cái này là gọi là thập diện mai phục nè. Mấy con vịt trời này á hả, nó hung dữ lắm, nó giành ăn với nhau á, nó đánh nhau, rồi á, đôi khi á, nó rượt theo mình để xin ăn nữa. Nhiều lúc á, nó đói quá nó cũng cạp chân mình luôn. Hồi nãy Bảo Kim bị vịt cạp chân hả con? Con nào nhớ không? Không nhớ hả? Ơ quên ơi, quên. Trời ơi, con giành ăn kìa. Ok,
Trời ơi trời ơi. Quá chân luôn. Nhìn thấy đã không, ham không? Vịt trời bên đây á, tụi nó sống tung tăng trong thiên nhiên như vậy á, không có ai săn bắt hết. Ở Việt Nam mình bắt sạch sẽ vô làm món vịt nấu chao với lại mua mà ha. Bà Kim đi hết luôn hả? Sẽ xíu. Ok, come to work. Wow, quá trời 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 luôn. À, tha hồ chơi ha. Có cầu tuột nè. Yeah. Trời nóng nực mà vô đây chơi thật là sung sướng, vừa được nhịt nước mát, vừa được chơi trò chơi vui nữa. Splash. À, trò này đã ha. Rồi xong, chỉ bắt đầu tung tăng rồi đó, như cá gặp nước luôn, cứ như thế mà chơi quên ba mẹ luôn. Đây là khu dành cho mấy đứa nhỏ. Ê ê, Kim Kim, biết con đâu đâu? Biển chơi có quá trời người. À, quá trời người, có sóng biển nữa nè. Wow. Giống biển ha. Nhưng, giống biển. Nhưng mà đây là biển nhân tạo. Dạ, có nhiều. À, có nhiều sóng hả? À. Nó có nhiều mọi người. À, có nhiều mọi người. Rồi. Ê ê, cái này là trò chơi hải tặc nè. Khu vực này á là trò chơi tập thể. Gia đình có thể chơi được với nhau. Pew 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 Mickey Mouse. Cái gì cũng Mickey Mouse hết à. Mickey, hải tặc bắn súng cũng Mickey Mouse. Ê Kim Kim, mẹ với Kim chơi trò cầu tuột này nè. Dạ. Đã nè. Dạ đã. Nhưng mà trò này cũng bình thường ha. Cái này thích hả? Dạ cái này thích. Mình đi xếp hàng ha. Ok. Bây giờ mình chạy qua bên khu cảm giác mạnh trời nha. Ờ, lên cao mệt quá hả? Dạ, thôi ráng cao đi. Ủa nhưng mà trò này cao quá, Kim có sợ không? Dạ không. À không sợ hả? Dạ. Trời không ơi, sợ. Kim căng đảm quá vậy. Ôi mẹ hơi sợ. Bà Kim làm luôn. À, bà Kim chơi luôn hả? Trò này rất là đã nha, lên rất là cao. Nó có hai vòng xoắn luôn. Ai mà muốn cảm giác mạnh á thì đi vòng ngoài, còn mà cảm giác vừa vừa thì đi vòng trong. Nó vừa cao mà vừa xoắn dữ lắm luôn. Còn trò này thì khỏi nói, trò này á hả là ú tim luôn nha. Từ trên cao mà nó thả dốc xuống á, rồi nó trượt lên tới đỉnh á, là mình có cảm giác mình muốn bay ra bên ngoài luôn á. Bảo Kim muốn thử chơi. À, chơi trò này ghê lắm á. Bảo Kim thích. Bảo Kim thích hả? Không sợ hả? Dạ không sợ. Trời, gan quá. Trò này á thì quá ư là xuất sắc luôn. Ai mà muốn thử cảm giác mạnh á thì nên chơi trò này. Từ trên cao mà không biết díu xuống luôn, mình cứ tưởng là mình bay ra khỏi cái thác trượt không mà. Ý ý, trò này vui lắm Kim. Vui ha. Dạ, trò này cực kỳ vui. Lúc đầu coi á, ủa không có hiểu tại sao mà người ta lại có thể chui ra được từ cái lỗ này. Ủa phải có một cái lỗ tuột à, thì đứng quan sát một hồi à, thì ra có cái lỗ ngay khúc này nè mọi người. Đó đó, mình lùi chui trong đó rồi, xong rồi mới tuột ra được đây. Còn người nào á mà không có trượt ra được á là cứ bị quay vòng trong cái máng vòng tròn này nè. Trò này là cực kỳ vui luôn. Khuôn viên toàn cảnh công viên nước á, rộng như vậy đó, rất là nhiều trò chơi hấp dẫn và thú vị. À bây giờ đói bụng rồi, mình đi ăn thôi. Chơi vui không con? Dạ vui. Vui quá hả? Dạ vui. À, công nhận Kim giỏi thiệt ha. Kim chơi hết tất cả các trò chơi mà không sợ gì hết. Trời ơi, cái lều của Kim đẹp quá. Ba với Kim là chào tạm biệt mọi người đi con. Chào mọi người. Chào mọi người điệu quá. Trang mến chào tạm biệt. Chúc quý vị cuối tuần vui vẻ và thật nhiều sức khỏe. Bye bye.